Lầu đê Christus. Ngợi khen Chúa giê Kito Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Ban Việt Ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 10 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu về cuộc đời của cha thánh Pio, vị linh mục mang các dấu thánh của Chúa. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Tòa ân giải tối cao và việc huấn luyện các cha giải tội. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết trình bày tin tức. Roma, lúc 5 giờ chiều thứ Bảy hôm nay, mùng 10 tháng 3, Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, chủ sự Thánh lễ tín biệt Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục giáo vận Sài Gòn, mới qua đời đột ngột đêm mùng 6 tháng 3 vừa qua tại Roma, hưởng thọ 74 tuổi đồng tế với Đức Hồng Y Parolin tại nguyện đường Kinh Sĩ Đoàn Đền Thờ Thánh Phaero có 32 giám mục Việt Nam, cha Ignacio Hồ Văn Xuân, tổng đại diện giáo phận Sài Gòn, cùng với đông đảo các linh mục Việt Nam, trước sự hiện diện của một số thân nhân của Đức Cố Tổng Giám Mục và tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo dân Việt Nam tại Roma. Đức Tổng Giám Mục Diêu Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, đảm nhận phần giảng thuyết di ảnh của Đức Cố Tổng Giám Mục được trưng bày tại nhà nguyện vì di hài của Ngài vẫn còn quàn tại nhà thương Thánh Camilo để hoàn tất thủ tục đưa về Việt Nam an táng. Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cha giải tội, hãy trở thành dụng cụ lòng thương xót của Chúa và trở thành người biết lắng nghe. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 9 tháng 3 dành cho 640 linh mục trẻ, phó tế và chủng sinh ở những năm cuối vừa kết thúc khóa học về tòa trong do tòa ấn giải tội cao tổ chức, đức thánh cha nói, cha giải tội không phải là nguồn mạch lòng thương xót, nhưng là một dụng cụ không thể thiếu của lòng thương xót. Ý thức về điều này sẽ giúp chúng ta thận trọng để tránh nguy cơ trở thành chủ nhân của các lương tâm, nhất là trong tương quan với người trẻ là những người dễ bị ảnh hưởng. Tiếp đến, linh mục phải là người biết lắng nghe những câu hỏi trước khi trả lời thật là một thái độ sai lầm khi trả lời trước khi lắng nghe những câu hỏi của người trẻ. Và nếu cần, hãy tìm cách giúp họ nêu lên những câu hỏi đích thực. Cha giải tội được kêu gọi trở thành người lắng nghe, nghe hối nhân và lắng nghe tiếng của Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các cha giải tội, hãy giúp người trẻ biết phân định về ơn gọi của họ. Một người trẻ phải có thể nghe tiếng Chúa hoặc trong lương tâm của họ hoặc qua sự lắng nghe lời Chúa. Trên con đường quan trọng này, Điều quan trọng là người trẻ được nâng đỡ nhờ sự đồng hành khôn ngoan của cha giải tội. Khi cần, vị ấy có thể trở thành cha linh hướng của người trẻ theo lời họ xin. Vatican, Đức Thánh Cha đã xác định đề tài của thượng hội đồng giám mục đặc biệt về miền Amazonia vào tháng 10 năm 2019 là Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và cho một sinh thái học toàn diện. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm 18 thành viên tiền Thượng Hội đồng Giám mục để cộng tác với văn phòng tổng thư ký trong việc chuẩn bị cho công nghệ giám mục này. Đứng đầu là Đức Hồng Y Claudio Hummes. Tiếp đến là Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và Đức Hồng Y Carlos Aguia Retes, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico. 15 vị còn lại gồm 13 giám mục, một nữ tu và một giáo dân. Hội đồng 18 vị có nhiệm vụ giúp văn phòng tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục soạn tài liệu chuẩn bị, quen gọi là tài liệu đề cương, để gửi đi tham khảo ý kiến các nơi. Sau đó, hội đồng dựa vào các ý kiến gửi về, soạn tài liệu làm việc sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận trong công nghị các giám mục về miền Amazonia. Vatican Đức Thanh Cha đã ủy thác cho một nhóm học sinh trung học soạn các bài suy niệm đảng thánh giá trọng thể Ngài sẽ cử hành vào tối thứ sáu tuần thánh 30 tháng 3 tới đây tại hí trường Colosseo ở Roma. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, nhóm các học sinh trường trung học Pilo Albertelli, ban cổ điển, sẽ soạn các bài suy niệm dưới sự điều hợp của giáo sư Andrea Monda, tốt nghiệp luật khoa và khoa học tôn giáo, văn sĩ kiêm nhà bình luận. Ông đang dạy môn tôn giáo tại trường trung học vừa nói. Hai học sinh trong số các tác giả trẻ tiết lộ nội dung các bài suy niệm. Anh Valerio de Felice nói, Tôi đã suy nghĩ về Chúa Giêsu trước quan Philato và đám đông lên án ngài và họ đòi tha tên cướp Baraba. Trong đám đông đó có một sự không quyết định, một thứ trách nhiệm lan tỏa trong đó, ý chí của mỗi người bị mất đi. Cô Marta Kropo, suy niệm về chặng thứ 14 nói rằng, Chúa Giêsu trong mộ dạy chúng ta đi vào chính mình, trong huyệt mộ của mình, nơi mà người ta không có can đảm đi xuống đó. Đức Thánh Cha trao cho các bạn trẻ việc soạn các bài suy niệm đảng thánh giá này trong bối cảnh vào tháng 10 năm nay có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về người trẻ. Cách đây 5 năm, các bạn trẻ Ly Băng cũng đã thi hành công tác này dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Rai, giáo chủ giáo hội công giáo Maronite ở Ly Băng. Các bài suy niệm đảng thánh giá năm ngoái 2017 do bà giáo sư Anne-Marie Palenti, người Pháp, chuyên gia kinh thánh biên soạn. Bà năm nay 72 tuổi và là phụ nữ đầu tiên được giải thưởng Ratzinger năm 2014. Bà cũng từng giảng dạy môn thần học về hôn phối tại Đại học Công giáo Paris. Bruxelles, đức cha Jean-Claude Hollerich, tổng giám mục giáo phận Luxembourg, đã được bầu làm tân chủ tịch Ủy ban giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comeche, kế nhiệm Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục Munich, vừa mãn nhiệm 5 năm. Đức tổng giám mục Hollerich thuộc dòng tên, năm nay 60 tuổi, và từng là phó viện trưởng đặc trách tổng vụ và các sinh viên thuộc Đại học Sophia của dòng tên ở Tokyo, Nhật Bản. Trong phiên họp hôm mùng 8 tháng 3, các vị chủ tịch hội đồng giám mục thuộc Liên hiệp Âu Châu cũng bầu bốn vị giám mục phó chủ tịch đến từ các nước Ireland, Italia, Cộng hòa Tiệp và Đức. Tuyên bố sau khi đắc cử, Đức Tổng giám mục Hollerich cho biết sẽ sẵn sàng làm việc với tất cả những người thiện chí, dấn thân bảo vệ phẩm giá con người. Ủy ban Comeche tiếp tục hoạt động, đặt con người và công ích ở trung tâm mọi chính sách của Âu Châu. Từ 7 năm nay, Đức cha Hollerich vẫn tích cực góp phần vào cuộc đối thoại với các tổ chức của Liên hiệp Âu Châu và Giáo hội. Vatican, ngày 20 tháng 4 tới đây, Di Hải Đức Hồng Y Joseph Beran, cố tổng giám mục giáo phận Braha, sẽ được đưa từ Vatican về an táng tại nhà thờ chính tòa Thánh Vito ở thủ đô Praha của Cộng hòa Tiệp. Đức Hồng Y Beran sinh năm 1888 và qua đời năm 1969, thọ 81 tuổi. Khi còn là linh mục, Ngài bị Đức Quốc xã bắt hồi năm 1942 và giam tại trại tập trung Đa Khao ở Nam Đức, rồi 3 năm sau Ngài được giải thoát. Năm sau đó, 1946, cha Beran được Đức Giáo Hoàng Pio XII bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo Phận Raha, nhưng rồi Ngài bị nhà nước Cộng sản tiệp khắc cầm tù 12 năm trời, vì đã mạnh mẽ tố giác các vụ đàn áp và hạn chế tự do tôn giáo tại nước này. Đức Tổng giám mục Beran được Đức Phao Lô VI bổ nhiệm làm Hồng Y và qua đời trong tình trạng lưu đày tại Italia vào năm 1969. Thi hài ngài được an táng tại hầm đền thờ Thánh Phaero. Nhà nước Cộng sản tiệp khắc không cho đưa thi hài ngài về nước. Và Đức Giáo Hoàng Phao Lô VI đã quyết định cho an táng Đức Hồng Y tại đền thờ Thánh Phaero, một đặc ân chỉ dành cho các vị giáo hoàng hôm đầu năm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao tiệp bà Irena Valentova xác nhận với báo Lidove Novini rằng Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận việc di chuyển di hải Đức Cố Hồng Y Beran về quê hương. Linh cữu Đức Hồng Y sẽ được quản tại lâu đài Praha trong 3 ngày, từ 21 đến 23 tháng 4, rồi sẽ được đặt trong quan tài mới bằng đá và an táng cạnh các vị tiền nhiệm. Ituri, các giám mục thuộc giáo tỉnh Kisangani ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo tố giác những âm mưu nuôi dưỡng các cuộc xung đột bộ tộc để đánh đuổi dân chúng hầu tự do khai thác các quặng mỏ ở vùng này. Trong thông cáo công bố hôm mùng 7 tháng 3 vừa qua sau khóa họp ở thành phố Ituri, các giám mục tuyên bố rằng bạo lực xung đột chủng tộc lan tràn đang diễn ra tại Ituri với những vụ giết người, đốt nhà, cướp phá và cưỡng bắt hàng loạt dân chúng phải tản cư. Bạo lực này che đậy thâm ý, làm cho các nhóm chủng tộc xung đột nhau, khiến cho vùng này không còn dân chúng, hầu thủ lợi kín đáo. Các giám mục giáo tỉnh Kisangani cho biết có những nhóm di dân lạ mặt võ trang như nhóm dân mopororo ở vùng thượng uele và hạ uele di chuyển với những đoàn vật đông đảo họ dừng lại tại miền utiri và trở thành một đe dọa trường kỳ cho dân chúng địa phương thêm vào đó có những nhóm võ trang ở địa phương những người lạ và một số nhóm khác đang gieo rắc kinh hoàng và lo âu cho dân chúng địa phương với những vụ cướp bóc hãm hiếp và giết người các giám mục cũng nhận thấy rằng tình trạng bất an gia tăng ở các thành thị và những vùng quặng mỏ. Số người tị nạn từ Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan cũng tràn vào vùng Thượng và Hạ Uele, vượt quá con số dân chúng địa phương. Các vị lên án nạn cướp bóc võ trang và sự gia tăng tình trạng thiếu an ninh. Trước tình trạng trên đây, các giám mục giáo tỉnh Kisangani kêu gọi chính quyền địa phương tỉnh và quốc gia tìm kiếm những giải pháp lâu dài cho các vấn đề trên đây. Đồng thời, các vị kêu gọi dân chúng đừng rơi vào các vòng bạo lực. Các giám mục ca ngợi thái độ của nhiều tín hữu Kitô và những người thiện chí chống lại sự lèo lái và giúp đỡ các nhóm khác nhau bị đe dọa và tránh bạo lực. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Tứ Quyết suy niệm lời Chúa. mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Như ông Môse đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời quả vậy thiên chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ ai tin vào con của người thì không bị lên án nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi vì đã không tin vào danh của con một thiên chúa và đây là bản án ánh sáng đã đến thế gian nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì các việc họ làm đều xấu xa. quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi bị chê trách. nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong thiên chúa. ông Nicodemo là một người rất đặc biệt. ông là bậc thầy trong dân Do Thái thích nghe Chúa Giêsu giảng dạy nhưng lại không công khai trở thành môn đệ của Chúa. Ông đến gặp Chúa vào ban đêm để hỏi Chúa nhiều điều, để nghe Chúa nhiều điều. Sau này, khi Chúa chịu chết trên thập giá, khi các môn đệ khác bỏ trốn hết, thì chính ông cùng một số người khác đã mai táng Chúa trong mồ. Ông là một người môn đệ rất âm thầm và trung thành. Ngày nay, điều này vẫn tiếp tục diễn ra. Có biết bao người không công khai nhận mình là Kitô tôi hữu, nhưng vẫn âm thầm theo chúa nhiều cách khác nhau họ là những môn đệ âm thầm tốt lành và trung thành ít người biết nhưng chúa biết và chúa tiếp tục nói cho họ nhiều điều tuyệt vời thời còn lang thang trong sa mạc để tiến về đất hứa dân do thái nhiều lần than trách thiên chúa lần đó họ đã chịu một hình phạt là rắn bỏ ra cắn nhiều người không còn cách nào khác họ chạy tới xin ông mô xê để mô xê nói với thiên chúa cứu họ Chúa nói với mô xe đúc một con rắn bằng đồng treo lên để ai tin và nhìn lên thì sẽ được Thiên Chúa cứu. Nhưng hành vi ấy mới chỉ cứu người ta khỏi bị rắn cắn, mới chỉ cứu người ta về phương diện thể lý. Còn Chúa Giêsu là đấng được dương cao trên thập giá thì cứu độ chúng ta về mọi phương diện, ban cho chúng ta sự sống đời đời. Sự sống đời đời là điều gì đó rất thực tiễn nhưng cũng là mầu nhiệm đức tin. Nếu thiếu đức tin thì sẽ chẳng hiểu nếu có đức tin và có hiểu thì cũng chỉ là một phần trên hành trình còn dài phía trước. Sự sống đời đời không phải là điều để nói hoặc để diễn tả, nhưng là một thực tại mời gọi chúng ta tham dự và sống trong đó, vì đó là kinh nghiệm sống, là trải nghiệm của cuộc đời trong đức tin, trong Chúa Giêsu khổ nạn và phục sinh và hiện nay người vẫn đang sống. Có một lời làm con bị đánh động rất nhiều, đó là thiên chúa sai con của ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian nhưng để cứu thế gian điều này khó vô cùng khi nhắc tới thế gian kinh nghiệm đời thường cho chúng con thấy đời là bể khổ là kiếp lưu đày là nơi sống tạm hoặc có những người chủ trương sống hưởng thụ này nọ nói chung chúng con hoặc muốn thoát khỏi thế gian hoặc muốn lên án thế gian hoặc muốn hưởng lợi từ thế gian mặc cho bao nhiêu bất công mà đồng loại phải chịu bằng cách nào có thể yêu mến thế gian và muốn cứu thế gian người ta thường cố gắng chỉ cho chúng con cách thoát khổ cách thoát khỏi thế gian hoặc cách sống một lối sống khác thường hoặc là hưởng lạc hoặc là ăn sung mặc sướng mặc kệ đồng loại người ta cũng chỉ cho chúng con nhiều cung cách đi vào cuộc đời để giúp đời ví như vị thế của những bậc thần thánh hoặc vị thế của các siêu anh hùng thế nhưng thiên chúa yêu thương thế gian bằng cách sai con một của ngài người con ấy lại đến bằng con đường khiêm tôn bé nhỏ của một con người giữa bao người. Người đã nên giống chúng con mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Dầu là con Thiên Chúa, nhưng người cũng phải trải qua bao đau khổ để học được thế nào là vâng phục Thiên Chúa, để thực thi con đường của Thiên Chúa. Có một chuyện cười rất thực tế. Nhiều người hỏi rằng, chẳng lẽ Chúa Cha lại muốn Chúa Con phải chết? Chẳng lẽ Chúa Con lại bắt buộc phải vâng lời Chúa Cha mà không có tự do từ chối? chẳng lẽ không có con đường nào khác ngoài con đường thập giá hỏi như thế là đúng nhưng chưa hiểu có vị đại thánh nọ với đời sống sâu xa và nội công thâm hậu đã nói vui rằng chúa ơi giờ con đã bắt đầu hiểu chúa làm bạn với chúa vừa khó vừa khổ như thế chẳng trách là chúa có rất ít bạn thân mỗi người chỉ cần bắt đầu tập sống một điều nho nhỏ chúa dạy thôi là bắt đầu thấy thập giá đầy trước mắt rồi nhưng nếu ai quyết tâm sống và kiên trì từng ngày, thì thực tại về thiên đàng, về sự sống đời đời, về sự phục sinh của Chúa sẽ dần dần mở ra và người ta sẽ dần dần hiểu được mối liên hệ thân tình sâu xa và cụ thể giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Tình yêu mến của Chúa Cha là sức mạnh của Chúa Giêsu và tình yêu mến mà Chúa Giêsu dành cho mỗi con người là động lực để Chúa sống và hoạt động không ngừng nghỉ, để tha thứ và chữa lành, để chấp nhận cô đơn, chấp nhận bị phản bội, chấp nhận bị bắt bớ. Chỉ có một từ, một lời mà thôi, đó là tình yêu. Có người thắc mắc, đâu phải ai cũng tin vào Chúa Giêsu. Thắc mắc ấy có lý, nhưng đừng quên rằng không tin khác với chưa tin. Có lần Chúa Giêsu nói, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Có người hỏi tiếp, khi chúa nói ai không tin thì bị lên án nói như thế có phải là quá đáng không thực ra không quá đáng chút nào vì ngôn ngữ diễn đạt thì giới hạn và có nhiều cách hành văn khác nhau trong các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau chính chúa đã giải thích liền sau đó đây là bản án ánh sáng đã đến thế gian nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì các việc họ làm đều xấu xa quả thật ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi bị chê trách nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng lạy chúa xin cho con can đảm từ bỏ bóng tối để bước vào con đường ánh sáng con tuy chưa hiểu chúa nhiều chưa tin chúa nhiều nhưng xin cho con biết thực hành đức tin từ những điều bé nhỏ cụ thể và xin cho con không kết án người khác nhưng tìm cách nâng đỡ tha nhân amen trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh giới thiệu về cuộc đời của cha thánh Pio, vị linh mục mang các dấu thánh của Chúa Giêsu. Kính thưa quý vị thính giả, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày cha thánh Pio qua đời, và 100 năm thánh nhân được nhận các dấu thánh trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ngày 17 tháng 3 tới đây, Đức thánh cha Francisco sẽ đi hành hương tại làng Pietrincina, nơi sinh của Cha thánh Pio và kính viếng đền thánh dân kính thánh nhân tại San Giovanni Torondo. Nhân dịp này, trong loạt bài học cùng các thánh sắp tới, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về cuộc đời của Cha thánh Pio và một số nét nổi bật về ngài. Chapio sinh ngày 25 tháng 5 năm 1887 trong một gia đình nông dân nghèo đông con nhưng đạo đức ở làng Pietrencina và ngài được lãnh nhận bí tích rửa tội ngay ngày hôm sau 26 tháng 5. Cha mẹ đặt tên cho ngài là Francesco, tiếng Việt là Francisco, vì mẹ ngài có lòng sùng kính đặc biệt đối với thánh Francisco. Chính người mẹ hiền lành nhân hậu là người đã giáo dục con cái và nuôi dưỡng đức tin cho các con đời sống đạo đức và tính cách của bà đã ảnh hưởng nhiều trên đời sống thiêng liêng của Francesco. Cậu bé Francesco lớn lên hiền lành, can đảm và biết vâng lời cha mẹ trong bầu không khí đức tin và sự tín thác vào Chúa và Đức Mẹ Maria. Francesco rất hiếu học nhưng không được đến trường học đều đặn vì cậu phải làm việc giúp đỡ gia đình. Năm 12 tuổi, Francesco tỏ ra rất thông minh và bắt đầu theo học với một thầy giáo đó là cha Domenico Tizzani. Chỉ trong vòng 2 năm, cậu hoàn tất chương trình tiểu học và bắt đầu lên trung học. Từ khi còn nhỏ, Francesco đã áo ước trở thành linh mục và cuối cùng cậu đã chọn gia nhập dòng Cappuccino. Đây không phải là một quyết định đơn giản. Francesco cảm thấy được kêu gọi nhưng cũng cảm thấy rõ chọn lựa này sẽ khiến cậu phải chịu nhiều đau khổ. Ngày 22 tháng Giêng năm 1903, khi 16 tuổi, Francesco vào dòng Cappuccino, bắt đầu năm tập với nghi thức mặc tu phục, nói lên đời sống mới và được đổi tên thành Pio, nói lên sự dứt khoát với thế gian. Năm tập là năm thật sự khó khăn với những hy sinh và thiếu thốn. Thời gian trong ngày được chia cho việc cầu nguyện, lao động và học hành. Tất cả phải giữ thinh lặng hoàn toàn. Những thực hành hãm mình có vẻ khó khăn nhưng được thầy Pio thực hành với sự nhiệt tình, yêu thích. Thầy không cảm thấy sự nặng nề khi phải hy sinh. Một năm sau, năm tập kết thúc và thầy Pio được chính thức nhận vào dòng Cappuccino với các lời khánh khó nghèo, khiết tịnh và vân phục. Sau năm tập, thầy Pio tiếp tục chương trình đào tạo để trở thành linh mục. Tháng 1 năm 1904, thầy Pio được gửi đến tỉnh Campo Passo để bắt đầu chương trình đào tạo. Nhưng ngay khi đến đây, thầy Pio bị bệnh, không ăn được mất ngủ suy nhược nhức đầu thường xuyên ói mửa và chỉ có thể uống sữa các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân căn bệnh của thầy bề trên đã gửi thầy đến vài tu viện khác với hy vọng thầy có thể hồi phục sức khỏe nhưng sau một năm sức khỏe của thầy càng ngày càng yếu hơn các bác sĩ khuyên đưa thầy về lại làng quê với sự gần gũi gia đình và bạn bè thầy có thể sẽ khỏe lại thế là thầy pio trở về sống tại gia đình một thời gian dài nhiều anh em trong dòng cho rằng thầy pio lười biếng không muốn giữ luật dòng nên giả vờ bệnh họ muốn thầy phải về lại dòng để học một năm thần học trước khi được lãnh nhận chức linh mục nhưng khi về lại dòng thầy lại bị bệnh nên lại phải trở về gia đình bác sĩ cho biết có thể thầy pio không qua khỏi còn phần thầy thì ao ước được chịu chức linh mục trước khi qua đời Do đó, dù chỉ 23 tuổi, chưa đủ tuổi theo giáo luật, nhưng Đức Cha đã chuẩn trước, và ngày mùng 10 tháng 8 năm 1910, Thầy Pio được lãnh nhận thiên chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Benevento. Trở thành linh mục, lẽ ra Cha Pio phải thi hành sứ vụ tông đồ, nhưng vì sức khỏe yếu nên Cha lại trở về gia đình. Trong 6 năm, cha là một tu sĩ không ở trong tu viện, một tu sĩ tại gia, một linh mục không có nhiệm vụ cụ thể, giống như là đang đi nghỉ hè. Nhiều tu sĩ cùng dòng không chấp nhận điều này và họ chỉ trích phê bình cha. Thật ra, thời gian này cha Pio sống những kinh nghiệm huyền bí mà nếu đang ở trong tu viện thì có thể là một sự căng đan đối với các tu sĩ, còn khi tại làng quê của cha thì không ai để ý cha được Chúa Giêsu, Đức Mẹ, các thánh và thiên thần hiện ra hàng ngày, nhưng cha cũng phải chiến đấu với ma quỷ. Các tu sĩ cùng dòng tiếp tục phản đối và muốn cha tổng quyền cho cha Pio hồi tục. Nhưng là thay, cha tổng quyền cho phép cha Pio sống ngoài tu viện cho đến khi chữa lành bệnh. Năm 1916, sau khi xuất ngũ vì lý do sức khỏe, cha Pio trở về tu viện ở San Giovanni, Toronto. Tại đây, cha bể trên giao cho cha nhiệm vụ linh hướng cho chủng viện nhỏ liên kết với tu viện nơi này cách xa trung tâm thị trấn hai cây số và hầu như không thể đi lại được vì đường xá chưa được xây dựng nhưng tiếng tâm thánh thiện của linh mục trẻ pio đã thu hút dân chúng vô số người đã vượt chặng đường dài khó khăn để đến tu viện xưng tội với cha và xin cha hướng dẫn họ về với chúa ban ngày cha bận rộn với công việc nên cha dành thời gian ban đêm để cầu nguyện Cuộc sống của cha có vẻ đơn điệu và vô nghĩa, nhưng thật ra đầy sự căng thẳng nội tâm mãnh liệt, hướng đến đấng tuyệt đối, hướng về Thiên Chúa. Ngày 20 tháng 9 năm 1918, một hiện tượng kỳ bí xảy ra trong cuộc sống của Chapio và thu hút sự chú ý của cả thế giới và lịch sử. Sáng hôm đó, khi đang cầu nguyện trước tượng thánh giá trong nhà nguyện nhỏ của tu viện, Chapio được nhận các dấu thánh cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Trên thân thể cha xuất hiện các vết thương rõ ràng và chảy máu trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Đôi bàn tay và chân bị vết thương đâm thủng, cạnh sườn bị đâm thâu, các vết thương chảy máu thật nhiều, co thắt đau đớn. Tin cha Pio nhận được các dấu thánh trên thân thể, lan truyền nhanh chóng và dân chúng kéo đến để gặp cha. Nhiều người nói cha là một vị thánh, trong khi những người khác lại cho rằng đó chỉ là một kẻ lường gạt. Báo chí cũng gửi người tới để viết bài. Nhà báo Renato Trevisani của Nhật báo Ban Mai ở Napoli nghĩ rằng đây là hiện tượng cuồng tín. Nhưng sau khi được thấy vụ khỏi bệnh nhờ lời cầu khẩn của Chapio, ông đã tin và viết bài báo dài với tựa đề Chapio, vị thánh của San Giovanni Rotondo, thực hiện một phép lạ cho vị trưởng ấn của làng Pietrencina trước sự hiện diện của phóng viên báo Ban Mai. Chapio được mang các dấu thánh lôi kéo nhiều khách hành hương và nhà báo đến tu viện nhiều vụ khỏi bệnh lạ lùng và các cuộc hoán cải xảy ra dân chúng bình dân nói rằng chapio là một vị thánh các cuộc tranh luận cũng bắt đầu xảy ra chapio được kiểm tra y khoa kỹ càng và lâu dài và tì càng cũng gửi các điều tra viên đến với sự vâng phục của người con chapio chấp nhận và xét nghiệm với sự kiên nhẫn bình thản chapio đã bị bộ thánh vụ tiền thân của bộ giáo lý đức tin kết án và cấm thi hành các chức vụ linh mục trừ việc cha được dâng lễ riêng bộ này không xem các sự kiện xảy ra trong cuộc đời cha pio có tính siêu nhiên bộ khuyên các tín hữu không nên tin và đừng đến tu viện của cha bộ còn cấm cha tiếp xúc với các tín hữu tuy thế trước các hiện tượng thần bí như các dấu thánh các vụ chữa lành lạ lùng và các cuộc hoán cải do cha thực hiện dân chúng vẫn kéo đến gặp cha Cha Pio vâng theo quyết định của bộ thánh vụ, không tiếp xúc với dân chúng, nhưng dân chúng vẫn kéo đến với cha vì nhận ra nơi cha có điều phi thường. Tháng 7 năm 1933, Đức Giáo Hoàng Bỉnh Đức can thiệp và yêu cầu Bộ Thánh Vụ thôi cô lập cha Pio và cho phép cha thực hành các hoạt động tông đồ của một linh mục. Vào những năm 1930, San Giovanni Rotondo đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới dù là ở nơi xa xôi, đường xá đi lại khó khăn, nhưng tiếng tâm thánh thiện của cha Pio mang dấu thánh và các phép lạ đã lôi kéo khách hành hương từ khắp nơi, trên hết là các bệnh nhân nghèo mong muốn được chữa lành. Họ đến tu viện từ sớm để tham dự thánh lễ. Dù thánh lễ kéo dài, nhưng nhà nguyện nhỏ luôn đông nghẹt người. Cả những nhân vật nổi tiếng, quyền quý cũng tuôn đến San Giovanni Rotondo. Cha Pio bị nghi ngờ và kết án bị cấm thi hành các chức vụ nhiều lần nhưng dân chúng cảm mến sự thánh thiện tốt lành của cha nên vẫn đến với cha về phần cha dù đau khổ trước những thử thách như thế nhưng cha khiêm nhường vâng lời tuân theo ánh lệnh của bộ thánh vụ nhưng cuối cùng sự thánh thiện của cha được nhìn nhận các đức giáo hoàng đã can thiệp và giúp cha được phục hồi lại sư vụ và tiếp tục công việc cứu giúp các linh hồn cha cũng thực hành công việc bác ái, mở cơ sở đón tiếp người bệnh tật nghèo khổ để giúp đỡ họ. Cha thành lập các nhóm cầu nguyện, ngày nay lan rộng trên toàn thế giới. Cha luôn khuyến khích các con cái thiên liêng của mình đọc kinh mân côi, noi gương đức mẹ sống khiêm nhường, kiên nhẫn, thanh tịnh và bác ái. Cha muốn kêu gọi người tội lỗi trên thế giới yêu quý mẹ Maria. Sau nhiều sóng gió, những năm cuối đời của cha Pio tương đối thanh bình, nhưng sức khỏe của cha ngày càng suy yếu. Cha bước đi mệt mỏi, khó thở. Nhưng mỗi sáng, cha vẫn dậy lúc 4 giờ để sẵn sàng dân thánh lễ vào lúc 5 giờ. Ngày 20 tháng 9 năm 1968, kỷ niệm 50 năm cha được mang các dấu thánh của Chúa, các tín hữu kéo đến San Giovanni Rotondo thật đông, các nhà trọ chật nít, nhiều người phải ngủ lại trên xe, Ngày 22 tháng 9 để kỷ niệm sự kiện này cha bề trên ra lệnh cử hành thánh lễ trọng thể. Nhưng cha Pio sức yếu sau khi dâng lễ cha đã kiệt sức. Sáng sớm ngày 23 tháng 9 cha Pio qua đời trong thanh thản nhẹ nhàng. Sau vài giờ đồng hồ tin cha Pio qua đời lan truyền nhanh chóng qua radio và báo chí khắp thế giới biết tin cha Pio đã về nhà cha trên trời. Nhiều người khóc thương vị tu sĩ mang dấu thánh và nói rằng một vị thánh đã qua đi. Thi hài cha được quản tại nhà thờ ở San Giovanni Rotondo trong bốn ngày. Đông đảo người sùng kính yêu mến đã đến để từ biệt cha lần cuối. Ngày 26 tháng 9, thánh lễ an táng diễn ra với hơn 100.000 người xếp hàng dọc các con đường của thị trấn San Giovanni Rotondo. Từ trên cao, trực thăng của cảnh sát và không quân thả các bông hoa xuống một cuộc khái hoàn dành cho vị tu sĩ khiêm nhường. Cha được chôn tại hầm mộ nhà thờ Đức Mẹ Ân Phúc. Ngày nay thi hài của cha được đặt tại hầm mộ của đền thờ mới dân kính cha. Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Tòa ân giải tối cao và việc huấn luyện các cha giải tội. Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần này hàng trăm linh mục mới, các phó tế và chủng sinh gần thụ phong linh mục đang tham dự khóa học hàng năm lần thứ 29 từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 3 do tòa ân giải tối cao tổ chức với mục đích giúp các cha giải tội, ý thức về vẻ đẹp của bí tích hòa giải và tận tụy cử hành bí tích này. Đức ông Christophe Nickel, phó tránh tòa ân giải tối cao, nói với Đài Vatican rằng Chúng tôi muốn giúp các linh mục ý thức về sự cao cả của bí tích hòa giải. Bí tích này ngày nay hơn bao giờ hết phải tìm lại được chỗ đứng trung tâm trong đời sống Kitô và trong hoạt động mục vụ của giáo hội. Việc cử hành bí tích này đòi phải được chuẩn bị về thần học, về giáo luật và mục vụ, vì như Đức Thánh Cha Phan Cô đã nói, người ta không đột nhiên trở thành cha giải tội. Đức ông Niken cũng giải thích rằng, như Đức Thánh Cha đã nhắc nhở, cha giải tội phải có thái độ đón tiếp gần gũi và dịu dàng theo mẫu gương của Chúa Cha tử bi thương xót. Cha giải tội tốt phải là người bạn đích thực của Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành, phải vun trồng sứ vụ hòa giải bằng đời sống cầu nguyện, cầu xin Chúa ban hồng ân bác ái mục tử, cầu nguyện cho các tín hữu đến tìm kiếm lòng thương xót Chúa. Cha giải tội phải ý thức mình là người tội lỗi được tha thứ và nhờ đó hiểu được những vết thương của người khác. Tiếp đến, cha giải tội phải là người của Thánh Linh, người biết phân định và cảm thương. Đức Thánh Cha thường nhắc nhở rằng, Linh Mục được kêu gọi khiêm tốn lắng nghe Thánh Ý Chúa để trong khi cử hành bí tích thống hối, Linh Mục biết rằng mình không phải là ông chủ, nhưng là một thừa tác viên, một người phục vụ. Do đó, trong tòa giải tội, Linh Mục cần có thái độ như Chúa Giêsu đứng trước người tội lỗi, thái độ của người không đe dọa, nhưng nhắc nhở dịu dàng, tín nhiệm. Hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, trong bài thuyết trình khai mạc khóa học hiện nay, ngoài các giáo huấn về bí tích rửa tội, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, tránh tòa ân giải tối cao, còn đặc biệt cảnh giác rằng chúng tôi được tin có một số cha giải tội lo chat bằng điện thoại di động trên mạng xã hội trong lúc hối nhân xưng tội. Đây là một hành động rất trầm trọng, hành động mà tôi không sợ định nghĩa là một thái độ vô thần thực hành, chứng tỏ đức tin yếu ớt của cha giải tội trong một biến cố ân thánh siêu nhiên đang trải qua đức hồng y piacensa nói thêm rằng đáng tiếc là nhiều khi chúng tôi nhận được những lời than phiền của các tín hữu đứng trước gương mù về sự lơ đánh của cha giải tội không chú ý đến những lời hối nhân xưng thú thậm chí còn lo làm việc khác trong lúc giải tội về điểm này tôi chỉ có một chỉ dẫn sau đây cho tất cả mọi người đừng mang vào trong tòa giải tội điện thoại di động ở dạng mở và càng không được sử dụng trong khi giải tội trên đây là một trong những chức năng của tòa ân giải tối cao là tòa án cao nhất của giáo hội về các vấn đề ở tòa trong, tức là những vấn đề lương tâm. Cụ thể là tòa này thay mặt Đức Thánh Cha để giải các vạ dành quyền giải cho tòa thánh, ví dụ như ném bỏ bánh thánh hoặc lấy bánh thánh giữ lại với mục đích phạm thánh hành hung Đức Giáo Hoàng, giải tội cho người đồng phạm về điều răn thứ sáu, truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, tiết lộ bí mật tòa giải tội. Gốc gác xa xưa của tòa này là việc Đức Giáo Hoàng ủy quyền cho một số cho giải tội, được giải các tội vạ mà chỉ có ngài mới có quyền giải cho những tín hữu hành hương đến Roma với mục đích ấy. Vết tích xưa nhất của sự kiện này là vào năm 1193, có nói đến một vị hồng y giải tội thay cho Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, phải đợi đến năm 1256, người ta mới thấy được một văn kiện lần đầu tiên dùng từ Penitenceria trong một văn kiện chính thức của Đức Hồng Y Hugo da San Caro, nhà thần học và chú giải kinh thánh nổi tiếng dòng Đa Minh, cũng là người mang tước hiệu penitentiarius sumus vì giải tội tối cao hoặc là sedis apostolice penitentiarius generalis vị tổng giải tội của tòa thánh. Chức vụ của vị này không chấm dứt kể cả khi Đức Giáo Hoàng qua đời như công đồng thành viên đã quy định. Theo quy luật hiện hành được ghi trong tông hiến mục tử nhân lành do Đức Giáo Hoàng Doan Paulo II ban hành, thì Tòa Ân Giải Tối Cao có thẩm quyền về tất cả những gì liên quan đến Tòa Trong, tức là lương tâm, với quyền xá giải các tội lỗi và vạ dành cho Tòa Thánh, chuẩn trước những ngăn trở hôn phối kín và những bất hợp lệ lời thề vân vân thay đổi các lời khấn hứa. Tòa Ân Giải Nhân Danh Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các tín hữu, trong tư cách này, tòa ân giải được các tín hữu Việt Nam biết đến nhiều vì các giáo sứ giáo phận dòng tu ở Việt Nam thường xin tòa ân giải nhân danh đức thánh cha ban đơn toàn xá trong những dịp kỷ niệm đặc biệt tòa ân giải cũng phụ trách việc bổ nhiệm và quản lý các cha giải tội tại bốn đại vương cung thánh đường ở Roma tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các cha giải tội hoặc các trùng sinh tu sinh sắp chịu chức linh mục như vừa nói trên đây về nhân sự tòa này có một vị hồng y tránh tòa ân giải tối cao một đức ông phó tránh tòa một chuyên gia thần học một giáo luật gia ba vị cố vấn và hai chức sắc trong đó một vị giữ nhiệm vụ quản thủ văn khố trước khi kết thúc chương trình kính mời quý vị nghe bài thánh ca lặng sáng tác của Trần Tuấn do Hiền Thục trình bày lặng để nghe tiếng sông sóng xô xô trong lòng ta lặng để nghe tiếng gió gió cuốn cơn đau ngày sau lặng để nghe nước mắt Hát hiu trên đôi bờ mi xanh đời sao vắng tanh chót trái tim xanh tan nhanh nhìn nhìn lên thanh giá chúa đang giang tay lặng im từ từ trên thanh giá chúa có nghe con nài van vì vì sao chúa hát lòng con sắp xé ôm nỗi đau riêng ngày ơi. Vì sao chúa thấy ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao bao nhiêu đau thương sâu tin vỡ. Vì sao chúa ơi? lặng nhận bao hy sinh đau thương như chúa trên thập hình hơn ta khổ đau lắng để ta thấy chúa sớt chia bao vui buồn không tên ngài luôn ở bên còn có hay đâu ngài ơi vì sao chúa hay ngài đành mặc bó con vậy sao đời con lao đau bao nhiêu đau thương sâu tim vỡ vì sao chúa lặng nhìn và con lặng thinh nhận bao hy sinh đau thương như chúa trên thập hình nhận bao hy sinh đau thương như chúa trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Lầu đế tôi Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.